Và bây giờ thì mình sẽ cùng di chuyển đến khu vực thứ hai trong quận Phú Nhuận là khu vực giáp sân bay các bạn nhé. Ở đây thì vừa gần sân bay và vừa có cả một công viên cây xanh gia đình khá là mát mẻ. Ở Phú Nhuận xứng lắm mọi người ơi. Và đây cũng chính là khu vực giáp với quận Tân Bình và quận Gò Vấp. Xa xa bên kia đó chính là nút giao Phạm Văn Đồng di chuyển về Gò Vấp và Thủ Đức. Loại hình cho thuê khá đa dạng từ chung cư, phòng trọ phân đổi thấp, căn hộ dịch vụ cao cấp hay là nhà riêng. Khu vực quận Phú Nhuận giáp với Tân Bình và Gò Vấp bao gồm các phường như là phường 4, phường 8, phường 9, phường 10, phường 13, phường 14. Nơi đây khá nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn lớn, có đường xe lửa đi qua. Các đường lớn bao gồm đường Nguyễn Văn Trỗi nối với quận 3, đường Hoàng Văn Thụ, Phổ Quang nối với Tân Bình và một phần đường Nguyễn Kiệm nối với Gò Vấp. Về tiện ích thì cực kỳ đầy đủ vì đây là khu dân cư lâu đời, rất đông đúc. Khu này vừa là khu ẩm thực quanh công viên gia đình, vừa là khu thời trang Huỳnh Văn Bánh, Lê Văn Sĩ, khu đồ cưới Hồ Văn Huê. Các chung cư tập trung ở quanh đường Phổ Quang, Hoàng Văn Thụ, gần sân bay và hầu hết là các chung cư mới bàn giao khoảng từ 5 năm đổ lại. Ở đây không có chung cư cao cấp nhưng rất nhiều chung cư trung cấp có đầy đủ tiện ích cơ bản và các shop house giữ sẵn. Các phòng trọ và căn hộ dịch vụ cho thuê cũng nằm rải rác ở các đường như là Hồ Văn Huê, Nguyễn Kiệm, Hoàng Văn Thụ và khu gần sân bay v.v. chứ không tập trung hẳn vào một khu. Giá thuê phổ biến từ 4,2 tới 6,5 triệu một tháng. Những căn từ 7 tới 8,5 triệu một tháng thường là những căn hộ dịch vụ cao cấp, diện tích rộng, có ban công hoặc là hai phòng ngủ, có cả hình thức ký túc xá sinh viên tầm 1,3 triệu một tháng cho một người. Nhà riêng tại đây có giá thuê phổ biến từ 12 tới 20 triệu một tháng, nằm trên các đường Nguyễn Trọng Tuyển, Huỳnh Văn Bánh, Đặng Văn Ngữ, v.v. Theo như bấtđộngsản.com.vn nhận định thì với lợi thế là sát quận Gò Vấp và gần sân bay, ở đây có đầy đủ các tiện ích cho đời sống hàng ngày. Khu vực này không chỉ giúp phù hợp cho các sinh viên học trong quận mà còn cho cả những bạn học tại Gò Vấp, Tân Bình. Việc đi qua lại giữa các quận này khá thuận tiện nhờ các con đường liên quận. Các nhân viên văn phòng hoặc quản lý có thể chọn thuê chung cư mới quanh các đường Phổ Quang, Hoàng Minh Giám hay là Hoàng Văn Thụ. Ở đây thì chắc chỉ có mỗi hạn chế là hay kẹt xe tại ngã tư Phú Nhuận và Phạm Văn Đồng thôi. Còn lại thì cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần khá là đầy đủ.